Tôi đến gặp phó chủ tịch. Đã quyết định thiết kế chủ đạo cho bộ sưu tập sắp tới chưa? Vâng, Stella Chang vẫn đang chuẩn bị. Sắp xong rồi đúng không? Vâng, mấy ngày nữa sẽ xong. Gì thế này? Trưởng phòng An, vào đây. Trưởng phòng An, máy nghe trộm trong phòng phó chủ tịch có vấn đề gì rồi à? Ý chủ tịch là sao ạ? Rõ ràng tôi vừa thấy Du Sê Dâng vào phòng phó chủ tịch. Mà sao phó chủ tịch lại đang họp với Trương Hê Su và Du In Ha? Để tôi kiểm tra. Đã quyết định thiết kế chủ đạo cho bộ sưu tập sắp tới chưa? Vâng, Stella Chang vẫn đang chuẩn bị. Sắp xong rồi đúng không? Vâng. Hình như bị phát hiện rồi. Ý cô là bị phát hiện có lắp máy nghe trộm ư? Họ cố tình ghi âm cuộc nói chuyện thường ngày, rồi để chế độ lặp đi lặp lại. Sao lại đến nữa? Vẫn muốn chút giận nữa à? Tôi đến để tuyên chiến với chủ tịch Ma Hiên Đức. Tuyên chiến ư? Tôi phải giành lấy tập đoàn Trơn Hà. Gì cơ? Dù không phải là máu mủ của chủ tịch Ma Hiên Đức, tôi cũng không quan tâm. Tôi không thể để tập đoàn Trơn Hà rơi vào tay một kẻ như Du Ji Ho. Tôi sẽ làm chủ nhân của tập đoàn Trơn Hà. Sao đột nhiên lại đổi ý thế? Hồi tôi nghĩ cậu là cháu nội, tôi có đẩy cậu lên thì cậu cũng không đồng ý cơ mà. Giờ thấy Ji-ho sắp có tất cả nên tiếc à? Chủ tịch coi thường tính mạng con người như thế sao? Mẹ tôi chỉ vì muốn vạch trần sự thật về tai nạn của cô ruột Hê-su mà phải ra đi trong oan ức như thế. Về cái chết của mẹ cậu, tôi cũng thấy tiếc. Nhưng tôi không biết gì cả. Sao cậu lại nghĩ là tôi giết mẹ cậu? Chủ tịch bảo không thì tôi cũng không quan tâm. Chủ tịch Ma luôn đứng đằng sau mọi hành vi tội ác của Du Ji Ho và Du Sê Dâng. Từ giờ tôi sẽ đích thân cắt đứt sợi dây của tất cả hành vi tội ác đó. Cậu thì làm được gì chứ? Hạng không còn là cháu nội của tập đoàn Trơn Ha và như con diều đứt dây thì làm được gì mà đến đây tuyên chiến? Chính vì không có gì nên mới muốn cố gắng hơn. À không, nhất định tôi sẽ làm được. Cô nói gì thế? Mẹ Du Ji Ho đã nói hết rồi ư? Nghe nói phó chủ tịch đã biến Kang Ji Ho thành Du Ji Ho ư? Hả? Sao bà có thể làm ra trò như thế? Hồi đó bà nghĩ tôi là con gái ruột mà sao vẫn có ý định cho tôi lấy cái tên giả mạo đó? Bà nói đi, rốt cuộc là vì sao bà lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Là do cô muốn chứ? Muốn Kang Ji Ho sống làm Du Ji Ho? Gì cơ? Tôi muốn con gái tôi lấy người mình yêu thật sự. Đúng là tình mẫu tử cao cả, làm tôi cảm động đến nỗi phát khóc đây này. Mọi việc tôi làm vì thương yêu cô đã hủy hoại cô. Chuyện đã qua rồi thì đừng giả vờ đau khổ nữa. Nhưng sao bà vẫn chưa vạch trần chuyện Du Ji Ho là cháu nội giả mạo? Chỉ cần đòn đó là có thể hạ gục Du Ji Ho ngay mà sao bà lại không làm? Đừng cố tìm hiểu mọi chuyện, chuyện này không liên quan đến cô. In Ha tuyên chiến ạ. Nó nghĩ là bà và cháu đã hãm hại mẹ nó. Nó còn hùng hổ bảo sẽ giành lấy tập đoàn Trơn Ha. Bà đừng để In Ha thao túng. Tập đoàn Trơn Ha là thứ In Ha muốn có là có được chắc.
Mà sao bà cứ cho tên Inha đó qua lại Ju Sim Won thế ạ? Vì sao bà cứ đồng ý cho cậu ta đến? Hay là bà vẫn coi cậu ta là cháu nội? Sao cháu lại nghe chuyện theo cảm tính như thế? Bà nói cho cháu biết trước là để cháu chuẩn bị tâm lý. Đừng để Inha hay bất cứ ai chiếm mất tập đoàn Chơn Ha. Phải quyết liệt để có thể mạnh hơn. Chừng nào Ju Jiho cháu còn là chủ tịch tập đoàn Chơn Ha thì Ju Inha không thể làm được gì đâu. Inha không phải kiểu người dễ đối phó như thế đâu. Tuy đang giấu tài năng và sống như một kẻ lông bông, nhưng một khi đã có mục tiêu thì nhất định sẽ phấn đấu để đạt được. Người như thế mới đáng sợ. Xem ra bà già quá rồi. Bà yếu đuối hơn rồi, Jiho này. Đừng tự mãn. Càng có nhiều thứ thì càng phải cảnh giác cao. Đừng quên những kẻ thấp kém và quê mùa, có thể sẽ đáng sợ hơn. Hồi cháu còn là Kang Jiho, cháu đã nói như thế. Anh tuyên bố sẽ giành lấy tập đoàn Chơn Ha sao? Lần này anh thực sự muốn giành lấy tập đoàn Chơn Ha. Anh Inha, anh không nói suông đâu. Muốn để chủ tịch Ma hay Ju Jiho trả giá thì cần có đủ quyền lực. Đúng rồi, anh ngầu lắm anh Inha. Lần này em cũng không chịu thua nữa đâu. Vì thế phải chuẩn bị kỹ càng. Cả anh và Hesu phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp báo trước đã. Ừ, từ giờ anh cũng sẽ lẳng lặng bắt đầu. Chúng ta sẽ làm tốt thôi. Cố lên. Đừng quên những kẻ thấp kém và quê mùa có thể sẽ đáng sợ hơn. Hồi cháu còn là Kang Jiho, cháu đã nói như thế. Chủ tịch Ma, bà vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm với Ju Inha. Cứ thế này, thì liệu có vấn đề gì với di chúc không nhỉ? Định mở rộng kinh doanh làm đẹp ư? Vâng, chẳng phải giờ là thời đại toàn cầu hóa hay sao? Tôi định cho ra mắt nhãn hiệu để bắt kịp cơn sốt làm đẹp kiểu Hàn Quốc gọi là người phụ nữ quyến rũ. Chúng ta đã có nhãn hiệu mỹ phẩm toàn cầu nữ thần sắc đẹp rồi, thì có nhất thiết phải ra mắt nhãn hiệu mới không? Nhãn hiệu nữ thần sắc đẹp trước đây nhắm tới khách hàng lớn tuổi. Chúng ta cần nhãn hiệu nhắm tới khách hàng năm 2030, đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu, sẽ giúp chúng ta có thể mở rộng thị trường tiêu thụ. Mở rộng kinh doanh thời trang đã tốn rất nhiều vốn rồi, giờ lại mở rộng cả kinh doanh mỹ phẩm nữa, thì chẳng phải gánh nặng sẽ lớn hơn sao? Cứ do dự vì thấy nguy hiểm thì không làm được gì cả. Một khi tôi đã nhậm chức chủ tịch thì tôi định đương đầu với thử thách táo bạo hơn. Tôi cũng tán thành ý kiến của Phó Tổng Giám đốc Ju Inha. Thả lên kế hoạch hợp tác giữa nhãn hiệu Stella Chung và nữ thần sắc đẹp còn hơn. Mặc dù hiện tại nhãn hiệu Stella Chung đã ổn định trên thị trường Đông Nam Á, nhưng nếu hợp tác với cả nhãn hiệu mỹ phẩm thì sẽ phải hứng chịu những lời chỉ trích là bán kết hợp. Biết là nước cờ vô lý nhưng tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để có thể nắm bắt cả mảng thời trang và làm đẹp. Suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến thất bại. Chúng ta hãy cùng cân nhắc theo hướng tích cực chút đi. Có đủ vốn không? Tôi nghĩ cần đảm bảo về dòng tiền trước khi ra mắt nhãn hiệu mới. Phó Tổng Giám đốc nói đúng. Để mở rộng đồng thời nhãn hiệu Stella Chung và nhãn hiệu mỹ phẩm thì cần tối thiểu hơn 400 tỷ won thì kêu gọi đầu tư là được. Đằng nào tôi cũng sẽ đích thân thuyết phục các nhà đầu tư. Nếu thế thì không cần lo gì nữa. Đúng rồi, tôi sẽ tin và làm theo Chủ tịch Ju. Phó Giám đốc Kim, Giám đốc Park, mọi người sao vậy? Chuyện này không phải chỉ lựa ý mà quyết định đâu. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Phó Tổng Giám đốc Ju Inha mở rộng kinh doanh theo phương thức vòi bạch tuộc rất mạo hiểm. Cứ cho là được đầu tư đi, nhưng chủ tịch có tự tin cáng đáng nổi tình trạng vốn cạn kiệt không? Cậu lo lắng không đâu rồi. Đằng nào người quyết định cũng là tôi, chủ tịch cơ mà. Người chịu trách nhiệm cũng là tôi, chủ tịch. Thôi đi, Phó Tổng Giám đốc Ju Inha. Ở đâu ra cái kiểu Phó Tổng Giám đốc lại lớn tiếng trước mặt chủ tịch?